Thì hôm nay công ty Tân Đại Dương chúng tôi sẽ giới thiệu em học sinh này vừa có visa du học Mỹ, thì em sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm để mà các em sao có thể tự tin hơn trong việc xin visa phỏng vấn. Thì chào em, cho chị hỏi em một số câu ha. Thì cảm nhận của em sau khi phỏng vấn có visa và cảm thấy như thế nào? Em thấy rất là vui và hồi hộp hơn trước khi mà phỏng vấn. Vậy hả? Giờ hồi hộp hơn hả? Chắc là có visa rồi mừng quá đúng không? Rồi, giờ cho chị hỏi em thêm á, là khi đi phỏng vấn á, thì em thấy nội dung lãnh sự hỏi em á, có khó không? Dạ không, vì tất cả câu hỏi này đã được các anh chị ở Tân Đại Dương góp ý cho em và em cảm thấy tự tin chứ không có căng thẳng gì hết. Vậy em nói sơ qua là lãnh sự đã hỏi em những gì ha? Lãnh sự hỏi em là sau khi tốt nghiệp xong thì em làm gì? Em nói em học Anh văn và lấy được bằng IELTS, sau đó em đang học TOEFL. Thì lãnh sự hỏi tiếp là em chọn trường gì ở bên đó và tại sao lại chọn trường đó. Em nói chọn trường đi anh ra và nói một số điểm về trường đó. Lãnh sự nói một câu là sorry how. Rồi không dịch viên nói là lãnh sự nói vậy là tất nhiên là lãnh sự đã đưa visa cho em và nói là em à, thế là có được visa đúng không? Vậy thì hai ngày nữa em sẽ nhận được visa. Vậy qua đó thì các bạn cũng thấy được là học sinh chia sẻ kinh nghiệm khi mà đi phỏng vấn ha. Thì sắp tới đây thì bên công ty chúng tôi cũng sẽ cho các bạn gặp gỡ nhiều em học sinh khác có visa nữa. Thì bây giờ chị đại diện cho công ty ha, chúc em qua Mỹ học tốt ha.